Các bạn đang xem kênh Đồ Chơi Robot, phần 1 Quái vật tấn công thành phố. Cuộc sống bình yên quá nên đám quái vật quyết định tấn công vào thành phố cho vui. Đám quái vật dùng những chiếc vòi dài quấn chặt cư dân trong thành phố. Có một người dân đã kịp báo cho cảnh sát, nhưng anh ta cũng không thoát được số phận bị ăn thịt. Cảnh sát và quân đội phái ngay hạm đội trực thăng tới. Quân đội xả súng với lũ quái vật, tuy nhiên không được ổn cho lắm. Đám quái vật lại thả vòi dài xử lý hết quân đội. Bumblebee lúc này mới chạy tới. Chậm thêm tí nữa thôi là cả cái thành phố này chẳng còn người sống luôn đó. Bumblebee lao tới gấp 3 tên trùm quái vật. Tên quái vật phóng chiếc vòi ra quấn chân Bumblebee. Bumblebee cố gắng bám vào cột cờ ven đường. Anh rút vũ khí chém đứt chiếc vòi của tên quái vật. Khi hắn vươn chiếc vòi dài còn lại ra, anh vung tay chặt đứt luôn. Tên quái vật sợ hãi bỏ chạy. Bumblebee phi đao làm tên quái vật tan biến. Phần 2, đại chiến robot. Cứ đến giờ là robot trắng lại được Lego đầu theo yêu cầu luyện tập thể lực. Robot trắng chăm chỉ vô cùng. Đầu tiên là robot trắng nâng tà tay. Tập cho vai thử bắp nào. Sau đấy là chống đẩy, trông có vẻ chuyên nghiệp phết. Hết nâng tạ chống đẩy lại tới dùng tay không đánh gãy thanh sắt. Robot trắng còn đuôi ren dùng chân đá nắp che trong ngầu đét. Robot dùng ống nhòm, anh phát hiện ra có kẻ đang làm loạn khắp nơi. Đây chính là cơ hội để robot trắng đi rèn luyện thực chiến đây rồi. Anh ra lệnh cho robot trắng đi dẹp loạn. Robot trắng phụng mệnh chạy tới. Anh đánh đòn phủ đầu trước làm tên robot đen ngã lăn ra. Robot đen rút súng bắn nhưng robot trắng dễ dàng tóm được viên đạn. Tên robot đen tiếp tục bắn liên tiếp, robot trắng đều tránh được hết. Robot còn làm thêm nhiều động tác thể hình đầy mạnh mẽ. Robot đen sợ quá vội quỳ xuống xin tha. Đúng là đã yếu lại còn thịt ra gió. Phần 3, robot tiếng VK robot đỏ, hai tên mặt trắng đang xả súng hàng loạt trong thành phố. Lego nhìn mà chán. Oh my God. Lego nhảy từ trên nóc nhà xuống. Mới rút cây kiếm ra thôi mà hai thằng mặt trắng đã cắt đứt chạy. Lego đang vui vẻ vì mình dọa chạy được lũ gây chuyện thì robot tiến từ đầu lao tới đâm sầm vào Lego. Lego bị nó nghiến qua vùi sâu trong đất. Lego bị kẹt không lên được. Lúc này robot đỏ đi ngang qua. Lego vội vã kêu cứu. Oh my God. Robot đỏ máu lên chạy tới muốn đấm nhau với robot tím. Hai người đánh mãi mà chưa phân thắng bại.
Phần 4. Review đồ chơi ô tô màu sắc. Oink, oink.